Cái đùi này là của em nè. Còn cái này là của anh. Cũng đã 3 năm rồi chúng ta chưa nhậu với nhau lần nào. Hôm nay em phải đấu với anh một trận cho vũ trụ quay cuồng thì mới được đó nha. Bây giờ anh uống trước. Bây giờ tới em uống nha. Mới mấy năm không gặp à? Đưa con Tuấn trà về của em coi bộ lên dữ ha. Cứ mở miệng là nói bậy à. Đúng là hà khùng không sai chút nào. Hồi xưa tôi mà biết vậy là tôi không dám yêu rồi. Nè, bây giờ người ta hết khùng rồi nha. Anh phải kêu em là Nhị Hà. Nhị Hà gì? Là Nhị Hà xinh đẹp, Nhị Hà dễ thương, Nhị Hà xinh đẹp nhất thế gian. À, thì cũng được. Bây giờ anh nghĩ mình đổi lại là Nhị Hà khùng đẹp nhất thế gian. Anh này. À không không không, bây giờ anh đổi lại nha, cái tên đó nó dài quá. Anh đổi lại cho nó ngắn hơn ha. Thay vì á, mình sẽ gọi là Nhị Hà khùng đẹp nhất thế gian thì mình sẽ đổi lại là Nhị Hà khùng nhất. Chịu không? Em giết anh. Em giết anh bây giờ. Cạn. Trong những ưu sầu mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau, lòng luôn vương vấn mong chờ nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Cho qua ngày buồn chi để tâm tư ném tu đầy thì thôi buồn ơi cứ